Chào tất cả các em. Sau đây thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta một cái bài toán nhận biết tam giác. Đây là một bài của một bạn yêu cầu thầy chữa nhé. Bài này có nội dung này, chúng ta đọc cho tam giác ABC. Biết cos C trên sin C trừ đi cos A bằng tan B. Chứng minh rằng tam giác ABC là vuông. Chúng ta nhớ ở đây là ABC, đây là các góc nhé, các góc trong tam giác. Thế thì bây giờ thầy sẽ định hướng cho chúng ta này. Là chúng ta cứ biến đổi bình thường thôi. Và thường thường là để chứng minh một tam giác vuông thì thường là chẳng hạn như vuông tại A thì chúng ta chứng minh cos của góc A là bằng 0. Hoặc là vuông tại B thì cos góc B bằng 0, vân vân. Đấy, ví dụ thế. Thì giờ chúng ta phải xem xét thế nào nữa nhá. Thế thì chúng ta giải bài này như sau, giải này. Chúng ta nhận thấy ở đây là cos này, sin này, cos C sin C này, cos A tan B. Thì nhìn đây chúng ta biết ngay chắc chắn là C sin C phải khác không rồi. Đấy. Thế còn tan, tan thì chúng ta nhớ là tan thì bằng sin trên cos, tức là tan B là bằng sin B trên cos B. Vậy thì điều kiện chúng ta trước khi giải chúng ta biết điều kiện cái mẫu là cos B phải khác không. Đấy. Điều kiện là cos B phải khác không. Mà khi đã cos B khác không rồi thì chắc chắn là chúng ta suy ra là B phải khác 90 độ. Tất nhiên còn nhiều giá trị. Nếu như giải theo kiểu phương trình lượng giác, cos B khác không thì có nhiều giá trị. Tuy nhiên trong tam giác ABC thì các góc là lớn hơn 0 độ và nhỏ hơn 180 độ. Do đó chúng ta chỉ cần khi cos B khác không thì B khác 90 độ là được. Đấy. Ngoài ra chúng ta lại có ngay, ta có như thầy vừa lập luận, tất cả các góc, góc A hay góc B hay góc C đều lớn hơn 0 độ và đều nhỏ hơn 180 độ. Đấy. Vậy thì khi góc B đã khác 90 độ thì đương nhiên là tam giác không thể vuông tại B. Thì có thể là vuông tại A và vuông tại C. Thế thì khi đó chắc chắn góc B này là phải là góc nhọn, đúng không? Từ hai điều kiện này chúng ta suy ra góc B là nhọn. Mà nhọn thì chắc chắn là cos của góc B là dương. Đấy, chốc nữa chúng ta sẽ sử dụng đến cái điều kiện này. Đấy. Tại sao B lại nhọn? Khi B là 90 độ mà muốn tam giác này là, giả sử nó vuông đi thì nó phải vuông tại A và C hoặc là C. Vuông tại A hoặc C thì là A hoặc C là 90 độ rồi thì B phải là góc nhọn, không thể là góc tù được, đúng không? Tại vì nó đã khác 90 độ. Tù thì tổng ba góc trong tam giác đã vượt quá 180 ngay lập tức, đúng không? Đấy, chúng ta chứng minh cos B dương rồi nhá. Ngoài ra thì chúng ta chắc chắn một điều rằng cái góc C này lớn hơn 0 độ và nhỏ hơn 180 độ thì chúng ta cũng suy ra sin góc C này cũng dương. Sin góc C này cũng dương. Đấy, chúng ta suy ra một cái điều kiện này nữa. Chúng ta nhớ một góc là từ 0 độ cho đến 180 độ thì sin vào dạng dương. Đấy. Và ra được những điều kiện này, bây giờ chúng ta biến đổi cái giả thiết này nhá. Đấy, gọi là đẳng thức 1 đi. Chúng ta nó viết 1 sẽ tương đương với cos trên sin, cos C trên sin C trừ đi cos A sẽ bằng tan thì bằng sin trên cos là sin B trên cột B. Đến đây thầy sẽ quy đồng khử mẫu, bởi vì cả sin C cả cos C này đều là số dương rồi, đúng chưa? Dương thì chắc chắn là khác không, khác không thì thầy quy đồng khử mẫu được. Mẫu chung chính là tích của hai cái mẫu này, đúng chưa? Vậy thì cái này sẽ tương đương với cos này thì phải được nhân với cos này, tức là thầy viết xuôi này, cos B nhân với cos C. Cos A này thì phải được nhân với cả sin C cả cos B. Cos A sin C cos B bằng sin B này phải được nhân với sin C. Sin B này bằng sin B nhân với sin C. Đấy. Ở đây là thầy khử mẫu luôn nhá, đúng không? Tại vì mẫu nó khác không rồi, cos B và sin C là khác không. Dương là tức là khác không. Đến đây thầy sẽ biến đổi tương đương với
Thế thế đây là cốt B, cốt C, đây là sin B, sin C. Có thể đưa về công thức cộng, chuyển thằng này sang bên trái. Cốt B, cốt C, chuyển sang thành trừ sin B, sin C. Thầy viết đây là trừ đi cốt A, sin C cốt B bằng 0. Thì thầy nhóm hai cái thành phần đầu này và theo công thức cộng cốt cốt trừ sin sin, tức là cốt cộng. Vậy thì cái này chính là cốt của B cộng C. Này, trừ đi cốt A nhân với sin C nhân với cốt B bằng 0. Bây giờ thầy sẽ áp dụng cái giả thiết tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ để thầy xử lý cái cốt B cộng C này. Đây thầy gọi là sao đi. Tạm giờ ta để sao đây, ta chưa biến đổi rồi. Ta xử lý cái tổng ba góc lại. Ta có A cộng B cộng C là bằng 180 độ. Cái này tổng ba góc 180 độ đúng chưa? Vậy thì từ đây chỉ suy ra B cộng C bằng 180 độ trừ góc A. Đấy, chuyển vế A sang đây. Bây giờ thầy lấy cốt hai vế, cái này tương đương với cốt của B cộng C sẽ là bằng cốt của 180 độ trừ góc A. Và cái này sẽ tương đương với cốt của góc B cộng C để nguyên. Cốt của 180 độ trừ A chính là bằng trừ cốt A. Vậy thì cốt của B cộng C chính là bằng trừ cốt A, thầy thay vào sao, đúng không? Đấy. Suy ra sao sẽ tương đương với trừ cốt A trừ cốt của B cộng C thay bằng trừ cốt A, đúng chưa? Đấy. Thì trừ cốt A lần nữa này nhân với sin của C nhân cốt của B là bằng 0. Tương đương thầy sẽ đặt trừ cốt A ra ngoài, trừ cốt A ra ngoài, bên trong sẽ còn 1 cộng với sin gì, sin C cốt B là bằng 0. Và đến đây chúng ta thấy ngay theo cái nhận xét trên đây này, cả sin C cả cos B là số dương hết, đúng chưa? Đấy, ta nhận xét vì sin C dương, cos B dương thì suy ra sin C cos B dương và suy ra sin C cos B nhân cộng với 1, sin C cos B cộng với 1 chắc chắn là dương. Tức là cái thành phần này dương và tích này nhân với nhau bằng 0. Vậy thì từ đây thầy suy ra cốt A là bằng, cốt A là bằng 0. Còn cốt A bằng 0 thì chắc chắn vì A nằm trong cái miền là gì? Từ 0 độ cho đến 180, đúng không? Đấy, góc là một tam giác mà. Đấy, vậy thì cốt A bằng 0 thì chắc chắn A là bằng 90 độ. Đấy, và chúng ta kết luận vậy tam giác ABC vuông tại A. Và chúng ta ghi điều phải chứng minh, đúng chưa? Đấy. Như vậy là bài toán kết thúc ở đây. Chúc các em học tốt nhé. Chào tạm biệt các em.